Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tính toán cái công suất thực tế của một cái đèn led pha 30W bằng cách đo hai thông số là cường độ dòng điện và điện áp. Thì đây là loại đèn led pha phổ biến trên thị trường hiện nay. Khi mà các bạn tháo ra, bốn góc nó sẽ có bốn cái ngàm như thế này, nó cố định hai phía trên hai phía dưới ha. Mình tháo ra, đây là miếng kính cường lực, bên trong các bạn nhìn thấy thiết kế một cái bo nguồn led driver, một cái chip led cốt và cái thông số của nguồn á. Ở đây nó khi không ghi cường độ dòng điện ha, nó chỉ ghi cái mức điện áp như input gõ vào là dao động là khoảng từ 85 đến 265 V/AC ha. Ví dụ trời sụp bao nhiêu á, nhưng mà cái điện áp DC gõ ra nó là từ 24 đến 40 V. Cái phần mà phát ra ánh sáng duy nhất á là nó chỉ dùng một cái chip led duy nhất thôi, đó là chip led cốt mà. Cốt ở đây á được viết tắt của từ chip on board, có nghĩa là cái công nghệ đóng gói rất hiện đại. Nó bao gồm những con chip led nhỏ như thế này, nó đóng gói thành một cái con chip led lớn. Như đơn giản ở đây á, các bạn nhìn thấy mỗi dấu chấm, từng chấm đây là những con chip led ha. Cái số lượng chip led ở đây á là 60 con, tại vì ở đây là có nè, một dãy của nó là 6 con mà ở đây có 10 dãy. Vậy tổng số tất cả những con chip led mà đóng gói được trong cái chip led lớn này là 60. Thì mỗi cái công suất của một con chip led nhỏ này á, nó dao động từ 0,2 đến 0,5W. Thì cái công suất thiết kế của nó sẽ được tính bằng tổng số chip led nhân với công suất của một chip led. Ở đây mình có cái công suất B1 đi, nó gồm là 60 con chip led, mà mỗi con chip led có công suất là 0,5W. Như vậy á, cái công suất tổng của nó là 30W ha, là ý là cái đèn này nó được thiết kế là cái công suất 30W. Trên cái mặt kính của đèn á có ghi 30W. Thì sau đây mình sẽ đi đo cường độ dòng điện và điện áp của nó, từ đó mình tính được cái công suất thực tế của nó có tầm khoảng 30W hay không ha. Muốn đo được công suất á, thì trước tiên cái đèn của các bạn á phải hoạt động ở trạng thái bình thường, có nghĩa là mình cắm điện vô á, cái đèn nó phải sáng ha, nó không có bị như bóng đèn led nó bị nhấp nháy hoặc nó bị hư, hoặc là cái nguồn nó hư ha. Đây là chip led cốt ánh sáng màu vàng, thì mình muốn đo giá trị thông số cường độ dòng điện điện áp á, thì đèn của mình phải hoạt động bình thường. Mình sẽ dùng vít á, mình mở cái con ốc này ra để lấy cái miếng nhôm. Cái miếng nhôm này cái chức năng là gom hội tụ và phản xạ ánh sáng ha. Chứ còn không tán xạ ra bên ngoài.
đó, khi mà cái con chip led này nó sáng lên á, một phần nó sẽ đi qua cái mặt kính này, một phần nó sẽ phản xạ nè, phản chiếu lại cái miếng nhôm này, và nhờ đó nó sẽ làm tăng cái cường độ ánh sáng lên. Thì chức năng của cái miếng nhôm này như thế. Đây là bao nguồn led driver và đây là chip led cốt 30W. Ở đây trước tiên mình sẽ đo cái điện áp của nó trước. Các bạn lấy cho mình hai cái sợi dây như thế này và hai cái đầu nối nhanh. Mình nối để mình hàng vô ha. Một phần á mình nối vô một sợi dây dương và dây âm của chip led cốt. Đây sợi dây dương, dây âm các bạn hàng tương tự. Sở dĩ mình hàng hai dây này á, để thứ nhất là mình đo cho nó rảnh tay, nó không có vướng. Cái thứ hai á, khi mà các bạn có thể đo trực tiếp cũng được, nhưng mà cái ánh sáng khi mà cái đèn này nó phát ra, nó nhiều khi nó chói mắt, mình đo không được. Vậy mình hàng dây này cho nó thứ nhất là đảm bảo an toàn, cái thứ hai là không bị lóa mắt ha. Rồi để đo điện áp thì mình sẽ chuyển về cái thang đo 200V DC. Qua đen thì mình cặp chân âm của cái chip led ha. Rồi tương tự làm như vậy như đối với que dương. Sau đây mình sẽ cấp nguồn cho chip led mà mình xác định được cái điện áp. Rồi mình tiến hành cắm điện vô thôi. Đó như ở đây à, mình đo được cái mức điện áp là 31V. Mình sẽ ghi cái thông số 31V vào đây. U của mình bằng 31V. Giá trị mình vừa đo được. Tiếp theo đây mình sẽ đo cường độ dòng điện I. Mình chuyển vào cổng com, chuyển mạch mình chuyển vào 10A. Để mà đo cường độ điện á, mình sẽ mắc nối tiếp cái đồng hồ đo với cái đèn led này. Mình xả một chân âm ra, mình bỏ chân này, quay dương á mình cũng xả ra hết. Mình chỉ sử dụng một dây thôi. Đây là dương của nguồn led driver. Tiếp theo á, mình lấy thêm một cái đầu nối nhanh nữa. Mình nối vào cái sợi dây nguồn dương của led driver. Que dương, các bạn nối cho mình dây dương của nguồn led driver. Nói chung là mình mắc nối tiếp nhau thôi. Que âm của đồng hồ mình nối vào
cái sợi dây âm dương của cái chip led mình vừa hàn. Rồi tiếp đây mình sẽ cắm điện vô, mình sẽ đo được cái giá trị cường độ dòng điện của cái đèn led này nó tiêu thụ được ha. Cái giá trị cường độ điện mình đo được là khoảng 0,92 A. Đó, mình tạm lấy giá trị là 0,92 A, nghĩa là 920 mA. Y của mình 0,92 A. Khi mình có được giá trị điện áp và giá trị cường độ dòng điện Y thì mình sẽ tính được công suất tiêu thụ của nó. Công suất tiêu thụ sẽ bằng B bằng U nhân Y. Các bạn lấy cho mình 31 nhân với 0,92. Thì mình được cái giá trị P của mình bằng 28,52 W. Thì đây là cái công suất tiêu thụ của cái đèn led này, nó cũng xấp xỉ gần bằng cái công suất thiết kế của đèn led là 30 W. Thì nhiều bạn á muốn cái công suất của mình nó bằng với công suất thiết kế luôn, thì đây mình làm như thế nào? Ở đây mình sẽ tính toán đến cái giá trị mà nguồn không tải, tại vì cái này chip led này nó không thay đổi rồi, thì nó bên trong nó có tổng trở nó sẽ không thay đổi ha. Mình nếu mà các bạn muốn cho cái công suất nó bằng với công suất thiết kế của mình đó, 30 W đó, thì mình sẽ tăng cái giá trị điện áp này lên. Ở đây mình sẽ đi đo dòng điện và cái điện áp không tải của nguồn led driver này. Mình sẽ tiếp tục xả hết cái dây bên trên đây này ra. Mình chỉ còn giữ lại hai cái dây của nguồn led driver thôi. Mình dùng hai cái đầu nối nhanh mình kẹp vào hai dây của nguồn led driver để mình đo cái cường độ dòng điện và cái điện áp không tải của nguồn led driver, và xem cái mức độ mà sụt áp khi mà có tải, tức là có cái chip led cốt này, so với cái lúc mà không tải á, nó có sụt nhiều không. Tại vì như các bạn đã biết á, một số cái đèn như đèn tiếp led 8 led bút vậy á, cái mức độ mà sụt áp rất lớn. Còn đối với chip led mà cốt công nghệ mới này á, thì nó sẽ sụt áp nhiều không. Ở vị trí này thì mình đo cái giá trị cường độ điện không tải trước nha. Cái này là mình chỉ đo nguồn thôi, chứ còn mình không đả động gì đến cái chip led. Cái cường độ dòng điện của mình là 0,19 A, có nghĩa là 190 mA. Y sẽ bằng 0,19 A. Đây cường độ dòng điện không tải. Mình chuyển sang mình đo điện áp không tải luôn. Hai trăm vôn, giữ nguyên vị trí que đo. Giá trị điện áp của mình đó là
42,4V. U không tải. Từ đây các bạn có thể suy ra cái sụp áp của mình đó. Các bạn có lấy giá trị là 42,4V nè, các bạn trừ đi cái giá trị mà cái điện áp mình đo 31V là cái trị mà sụp áp ha. Các bạn có cái nguồn DC đi. Khi mà các bạn mắc một cái điện trở tải, tải của mình ở đây là chip led ha, thì dòng nó sẽ chạy qua thì nó kéo cái điện áp này xuống, đồng thời sẽ cái dòng điện á nó sẽ tăng lên. Tại vì khi mà không có tải á, y của mình á bằng không, mà khi mà có bắt tải vô vậy dòng điện nó qua tải sẽ tăng lên, do cái giá trị tải của mình không thay đổi. Thì ở đây các bạn muốn tăng công suất lên thì các bạn tăng cái điện áp lên, giá trị điện áp nè, sụp áp của mình là các bạn tính được 42,4, mà bạn trừ đi 31 ha, mình sẽ có đi giá trị là 11,4V. Đây là sụp áp trên tải à, 11,4V. Vì vậy để mà có được cái giá trị mà công suất này á xấp xỉ hoặc là cao hơn giá trị B thì mình phải tăng cái điện áp của nguồn, là tăng cái B không tải nè, mình tăng lên ha. Do tải không đổi nè. Thì trên kênh mình nó có một số video mà độ chế cách tăng cái điện áp V không tải của mình á, các bạn có thể tìm cái trên kênh ha. Trong mạch nguồn led driver này á thì có thể thay đổi được cái giá trị cuộn dây là đơn giản nhất, các bạn thay đổi cái cuộn dây lớn hơn, tại vì tiết diện dây lớn hơn á, cái dòng điện và cái điện áp bỏ ra nó tăng cao hơn ha. Hoặc là chân CS của IC nguồn led driver thì các bạn thay đổi giá trị điện trở thì nó cũng tăng, thay đổi các giá trị của điện áp bỏ ra nguồn led driver. Thì đây là hai cách đơn giản để mà các bạn tăng được cái điện áp không tải của nguồn led driver. Để cho thực tế của mình đó, nó xấp xỉ bằng cái công thức thiết kế ha. Nó tầm là 30W trở lên là cái đèn của mình chắc chắn nó sáng hơn, nhưng mà đi kèm của nó là cái đèn của mình nó mau nóng hơn ha. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách đo cường độ dòng điện và điện áp của cái đèn led pha công suất 30W, từ đó các bạn tính được cái công suất đèn. Video này đến để kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.